Đàm Vĩnh Hưng xúc động khi lần đầu đến thăm nơi an nghỉ của Chí Tài. Khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng đứng lặng người bên cạnh mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến khán giả không khỏi xót xa. Sau khi thông báo sang Mỹ lưu diễn, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi liên tục cập nhật hình ảnh cuộc sống sang chảnh tại xứ cờ hoa. Mới đây, giọng ca lâu đài tình ái còn quyết định làm hành động đặc biệt này. Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ những hình ảnh cùng Dương Triệu Vũ tới thăm cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung. Sau một thời gian dài mới quay trở lại Mỹ, nam ca sĩ xúc động khi đi thăm mộ thành viên trong gia đình cũng như hai người đồng nghiệp quá cố. Hôm nay là một ngày mình thấy nhẹ nhàng trong tim, đã thăm được anh Chí Tài và bé Phi Nhung, đồng thời đến được bia mộ tập thể có tên dì ruột thứ 4 của Hưng. Nhờ sự giúp đỡ của nghệ sĩ Hoài Tâm, đôi bạn Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ có thể đến tận nơi mộ của cố danh hài Chí Tài và nơi đặt di ảnh của ca sĩ Phi Nhung. Nam ca sĩ mang hoa cúc trắng đến để thể hiện sự tiếc thương, nhớ nhung những người đồng nghiệp. Kể từ ngày hai nghệ sĩ này vĩnh viễn rời cõi tạm, đây là lần đầu tiên mà Đàm Vĩnh Hưng thăm nơi an nghỉ của họ. Anh đứng trang nghiêm trước di ảnh của giọng ca bông điên điển và thận thờ, xót xa nhìn bức bia mộ của đàn anh Chí Tài. Trong khi đó trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ cũng chia sẻ bức ảnh bên mộ của đàn anh. Giống như Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ này cũng cảm thấy yên lòng khi chứng kiến nơi an nghỉ của cố nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phi Nhung. Qua đến Cali phải tìm đến thăm ông anh Chí Tài, thấy nhà anh view đẹp quá, nguyên cái đồi và thung lũng thật đẹp sau lưng, chắc anh thích lắm. Ở đây mà đàn hát Em ở đâu là chuẩn luôn anh Chí Tài hen. Danh hài Chí Tài và ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời là những người anh đồng nghiệp rất thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng và em trai Hoài Linh. Chính vì thế, không khó hiểu khi sang Mỹ vì công việc nhưng họ vẫn tranh thủ đi thăm hai người nghệ sĩ quá cố. Một lần nữa, tình bạn của những người nghệ sĩ khiến khán giả ngưỡng mộ. Ngày 10 tháng 11 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng chính thức đặt chân tới Mỹ. Hai năm không thể đến đây vì dịch Covid-19 nên lần này khi có cơ hội, nam ca sĩ đã sang lưu diễn, kết hợp thăm lại căn biệt thự của mình. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh check-in trên một đường phố lớn và khoe khéo xế hộp khủng cùng tổ ấm của mình phía sau. Anh còn chia sẻ lịch trình dày đặc, kéo dài từ giờ đến tháng 12 tại nhiều địa điểm như Atlantic, Toronto, Seattle, San Jose, California. Từng có tin đồn nói rằng Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh, thế nên việc nam ca sĩ xuất hiện tại Mỹ đã bác bỏ thông tin này. Hành động tưởng nhớ đồng nghiệp của Mr. Đàm cũng nhận được nhiều lời khen và sự quan tâm của khán giả.